Đối với trên đầu của Dũng á, thì khi nói đến thầy Phóc Bà thì cũng phải highlight một cái là nói đến kênh thầy Phóc Bà Lậu. Mấy lần trước thì Dũng nói đến quý vị là Dũng sẽ thường xuyên cập nhật hay là sẽ làm nhiều tập về kênh thầy Phóc Bà Lậu. Tuy nhiên thì quý vị biết là dạo này cũng khá bận rộn, nhưng mà bận thì bận với Dũng vẫn theo dõi, vẫn có thời gian để mà theo dõi, bởi vì Dũng rất là ghét cái chuyện mà mượn đạo tạo đời. Thà rằng là như thế nào thì cứ sổ như thế ấy đi, ok. Nói rằng là ok, tôi đó, tôi mượn đạo Phật đó, tôi tạo đời đó rồi sao? Chấp nhận liền. Chứ còn mà vừa một cái là ma miệng rồi vừa một cái là thiệt á. Tại vì biết không, ví dụ như ngày hôm qua thôi thì chúng thấy rằng cùng một lúc cũng vậy, cái chuyện mà livestream cùng một lúc mà mấy kênh chắc là bây giờ thì quý vị cũng đã biết rồi điều đó đúng không? Một chút xíu nữa mới chứng minh cho quý vị nhìn thấy có như ngày có giờ đàng hoàng, chứ mình nói cái sách nó có chứng ngày hôm nay cũng ngồi trong studio, thành ra là Dũng có cái điều kiện để có thể chứng minh cho quý vị. Còn cái chuyện mà khi Dũng nói như thế này, đề cập đến kênh thầy Pháp Bà Lậu, thì chắc chắn rằng cũng có người phản ứng, có người không có ưa. Thì dẫu sao nữa Dũng vẫn tôn trọng cái quyền riêng của quý vị. Quý vị có thể thần tượng ai, quý vị có thể tôn thờ ai, tôn sùng ai, đó là chuyện quý vị. Nhưng mà đối với Dũng, Dũng chỉ gọi là kính trọng những người gọi là bậc chân tu thiệt, những người mà chính gốc của nó là đi theo đạo Phật, tôn thờ Đức Thế Tôn. Không có chuyện mà giữa cái nhọc nhằn, giữa cái đời và cái đạo. Những cái tiêu đề mà những cái kênh của gọi là thầy Pháp Hòa Lậu á, nó gần như thay lời muốn nói của thầy Pháp Hòa thì đúng hơn. Lại mới vị lạ lắm. Thí dụ như hồi trước kia khi mình nói mình bóc phốt ra những cái gì mà mượn đạo tạo đời á, thì lập tức nhiều cái bài là về khẩu nghiệp này kia đó liên tục nhảy ra, rồi Dũng vẫn tiếp tục nói, hoặc là nhiều người khác nói nữa chứ không phải là mình Dũng không. Tiện đây thì Dũng cũng gọi là khuyến khích đối với những ai quý vị nếu mà cảm thấy rằng là những cái ai mà mượn đạo tạo đời, quý vị dám nói thẳng, quý vị cứ nói thẳng thôi. Tại vì chân tu phải là đúng vẻ đúng nghĩa chứ, nó chứ còn mà tu mà kiếm tiền lo kiếm tiền không thì chân tu cái gì. Chân tu là đi chân hả? Còn này không có đi chân à, đi máy bay à, còn ở như Sư Minh Tuệ hả? Thôi khổ lắm, người ta đâu ở như Sư Minh Tuệ đâu, người ta khác đi và góc nhìn của người ta khác hơn. Rồi thế là Dũng vẫn nói cũng vậy, nhiều kênh khác nói rồi, thế là ngoài cái chuyện nói về khẩu nghiệp này nọ rồi xong cái vẫn tiếp tục nói, thế là người ta ra qua đề tài nữa là cái gì, khẩu nghiệp á, cái khẩu nghiệp của mình á, mình không có trả kiếp này thì vẫn trả kiếp sau, rồi xong nữa thì vẫn tiếp tục nói nữa, thì thấy là ra những đề tài khác nữa. Đừng phỉ báng bậc chân tu, đừng phỉ báng bậc chân tu, đừng nên phỉ báng bậc chân tu. Trời ơi đấy, thì bây giờ thế nào là phỉ báng và thế nào là nói xấu, thế nào là nói thật, thế mình đừng có nhầm lẫn, và thế nào là chân tu, thế nào là tu giả, nó khác nha. Ok, bây giờ trở lại cái gốc đi, cái gốc mình dựa vào đây đi, mình nói là 14 điều Phật dạy nha. 14 điều Phật dạy, điều thứ nhất là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Điều thứ hai, ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Điều thứ ba, lớn nhất của đời người là tự đại. Thì bây giờ Dũng chỉ focus hay là nói đến hai cái điều, là điều thứ hai, điều thứ ba thôi. Còn bao nhiêu thứ ở dưới nữa vậy ha? Nhưng mà giờ trở lại cái điều thứ hai, ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Rồi bây giờ kênh thầy Pháp Hòa Lậu có dối trá không? Nào, quý vị thì có thể quý vị nói là không, nhưng mà đối với Dũng là cũng thấy là có. Bởi vì như giải thích nhiều lần, những cái cuộc livestream á, livestream là cái cách mà gọi là câu view á,
bây giờ nó nhân dạng, nó thành một thói quen rồi, giống như họ ăn riết họ ngừng không có được, bằng mọi cách, bằng bất chấp, mặc dù là họ đang làm cái điều đó là họ phỉ báng đạo Phật á, nhưng mà họ vẫn làm, họ không khe, họ khe về cái túi tiền của họ đem về bao nhiêu mà thôi. Tại vì thừa biết rằng thầy Pháp Hòa không có làm chuyện này, thầy Pháp Hòa thiệt là không có làm, không hề. Chỉ có những người nó nằm ở trong cái ban bề của họ. Tại vì sao? Họ ăn chia. Đơn giản thôi, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Ví dụ như có sản phẩm đưa cho cái công ty đó, nó bơm nó thổi tối ngày, thì giờ tiền income chia. Kính ủy đồng hương, tôi là Tâm Trương, hiện là Sergeant cảnh sát Supervisor của khu vực Evergreen trong cơ sở cảnh sát San Jose và là ứng cử viên hội đồng thành phố khu vực 8 vùng Evergreen nhì East San Jose. Vì là một nhân viên cảnh sát và sinh sống cùng gia đình trong công việc 8 lâu năm, nên tôi hiểu rất rõ là sự quan tâm lo lắng về vấn đề an ninh, nhất là trong vùng Evergreen, cũng như vấn đề homeless, công ăn việc làm, phát triển kinh tế địa phương. Tâm Trương luôn luôn trân trọng và hứa sẽ không phụ lòng, tín nhiệm và sự tin tưởng của quý vị. Xin bầu cho Tâm Trương, cảm ơn toàn thể quý vị. Michelle Steele vinh danh Tổng lãnh sự Cộng sản Hồ Xuân Sơn. Michelle Steele im lặng để chồng đưa gián điệp Trung Cộng vận động chính phủ Mỹ bỏ rơi Biển Đông. Im lặng là đồng lõa. Michelle Steele phản bội ý chí chống Cộng sản của người Việt tị nạn. Cử tri gốc Việt không bỏ phiếu cho Michelle Steele. I'm Derek Tran. I approve this message. Văn phòng quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi, vẫn được quốc tịch, tù tội, vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermart. Điện thoại 714-756-0946. Thì càng nhiều người xem, càng thì có cái cơ hội, có nhiều tiền vậy thôi. Còn thầy Pháp Hòa nữa, thầy Pháp Hòa lo tu. Ai có thời gian để làm những chuyện đó. Vui lắm. Một đêm, thấy là mấy cái nó live stream cùng một lúc. Tại vì khi mà Dũng chụp cái màn hình, quý vị, Dũng chiếu cho quý vị nhìn thấy. Là nó có giờ quý vị nhìn thấy nha. Thí dụ, đây, giờ lúc 9 giờ 21 phút. Rồi quý vị sẽ thấy cái ruột. Ok, ví dụ chủ đề là giàu sang nghèo khó này nọ ha. Ok. Đấy, trong đây là cái ruột như thế này. Rồi, bây giờ mình mở qua cái channel khác sao? Channel khác thử nhé. Channel khác. Rồi bây giờ là đây là đạo không sai, sai ở người tu. Đó, thì là một cái bối cảnh khác. Còn nữa, chưa hết đâu. Còn nữa. Rồi, hồi nãy chúng nói cái này là 9 giờ 21 phút. Quý vị nhìn thấy cái background này đúng không? Giờ giàu sang nghèo khó này nọ. Bây giờ chúng qua cái kênh khác, 9 giờ 22 phút. Thì đó là cái gì? Đó là Thượng Tọa Thích Pháp Hòa từng khổ tâm như chúng ta này nọ. À, nếu mà để ý cái kênh, quý vị nhìn thấy là cái kênh này kênh Thầy Thích Pháp Hòa bài giảng. Còn cái này là cái kênh Thầy Thích Pháp Hòa, nó không có chữ bài giảng nha, khác nhau á, không giống nhau đâu. Thành ra là Dũng nghĩ là Dũng nói chỉ có mười mấy kênh nó có khi cũng sai, chưa chắc cũng đúng đâu à. Tại vì ở bên trong nó cần thêm một hai chữ khác nhau, ví dụ như vậy nè, 9:22 nè, bài giảng nè, là Thầy Thích Pháp Hòa bài giảng đó. Thì đấy, ý nói là cái gì? Ý nói đây là nó láo, đây là nó láo, là gạt. Bởi vậy khi mà hôm nay á, tình cờ cũng thấy là thầy Pháp Hòa bị lừa, cực sốc, thầy Pháp Hòa bị lừa. Không ngờ có ngày ấy, thầy Pháp Hòa cũng bị lừa. Thầy bị lừa sao? Đối với quý vị nghĩ rằng cỡ như thầy Pháp Hòa có bị lừa nổi không? Có điều á, chính quý vị trong đây nè, quý vị đã bị lừa nhiều hơn. Như nói cùng một giờ không thể nào mà cùng một con người đó mà họ xuất hiện hai ba cái hình dáng khác nhau. Điều này quá dễ hiểu, hoặc là điều này cũng đã chứng minh cho quý vị nhìn thấy mấy lần trước rồi, đúng không? Rồi chưa nữa, bây giờ trở lại cái lời dạy của Phật nhé. Okay. Giờ cái thứ ba đó là thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. Rồi, tự đại là gì? Tự đại là tự cao tự đại, có nghĩa là thầy người tu, người chân tu đấy là phải khiêm nhường, đúng không? À, về tinh thần thì rất là hay, là thầy thuộc bài đấy, nhưng mà giờ ứng dụng thì sao? Bây giờ mình sẽ cho quý vị thấy cái ứng dụng nha. Okay. Mà trước khi nói ứng dụng, chúng nhắc lại cái câu của Sư Thích Minh Tánh nói rằng
Muốn cái ngọn núi nó dù nó lớn bao nhiêu nhưng mà cái giá trị của nó cũng không có bằng một cái viên kim cương. Hoặc là cho dù mình tu hành bao nhiêu đi nữa nhưng mà mình không giữ giới thì cũng là rất là bình thường thôi. Còn thua một người tu sĩ mà họ giữ giới. Bởi vì đã phát cái áo nhà tu rồi, đã cho mình là con Phật rồi, nhưng mà chính mình là đã người đang đạp lên, đang xé đi những cái trang gọi là dở lòng mà từ khi mình bước vào học về đạo nữa. Đây, thì bây giờ trở lại là thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. Thì cũng vậy vui lắm, tự nhiên rồi giờ chúng thấy cái này cũng thú vị. Thật ra là những chia sẻ đối với vị cũng chính Pháp Hòa đây. Trời không có khoe mình cao, đất không có khoe mình dày, đất có bao giờ khoe đất dày, nhưng mà tự mọi người đều biết đất rộng và dày. Trời không tự khoe mình cao, nhưng mọi người đều biết trời cao. Cho nên cái người mà người ta có cái tài, thường thường người ta ít có khoe. Thí dụ như thường thường các vị mà ta giỏi, ta ẩn sĩ, hoặc là thậm chí biết tìm tới thì ta còn giúp. Quý vị thấy Khổng Minh không? Lưu Bị mà phải 3 lần đến để mời Khổng Minh mới ra mặt. Cho nên người trí không tự khoe mình. Trời không có khoe mình cao. Rồi thì rõ ràng là với những cái lời của thầy Pháp Hòa thiệt á, nói á, rồi cũng không biết là thầy Pháp Hòa này Pháp Hòa thiệt hay Pháp giả, Hòa giả nữa và lậu nữa, nhưng mà rõ ràng nếu mình so với cái điều thứ ba là cái tự cao tự đại đó, rõ ràng là thầy thuộc bài đấy. Áp dụng bây giờ nói về áp dụng nha, ok, tại vì khi mà Dũng lên trên mạng á, mà Dũng thấy cái gì mà cực siêu á được hay bấm vô đó. Cực siêu đây nè, cực hay là pháp thoại mới nhất, cực hay đấy. Rồi bây giờ còn nữa chứ nhiều, nó bấm nhiều cái màn hình nó khác nhau lắm. Giờ để tìm cái chữ nào mà gọi là cực là siêu này kia nó dính dáng tới chứ không đấy. Siêu vui đấy. Rồi chị cũng nhớ bấm nhiều thứ đó đấy nè, cực hay rồi siêu hay. Trời ơi, bây giờ nói chung là cái chữ gì mà của tiếng Việt á mà nó gọi là tột đỉnh luôn á là điều áp dụng đấy, điều áp dụng ở trong những cái clip của kênh thầy Pháp Hòa lậu hết. Mà lạ thay quý vị, nếu mà mình để ý đó thì sau này mới thấy là có những cái sự phản biện, bởi vì người ta chứng minh rằng thầy không có siêu hay. Thì thấy là nói gì giống như mình đừng có nói chuyện người khác vậy đó. Phán xét người khác là tự đổ rác vào tâm hồn mình, vô duyên không, quá vô duyên. Thành ra là hôm nào cũng nói đừng nói ok thầy nói vậy hả, ok hôm nào gặp thầy mình sẽ quay thầy đi bằng mấy chân, hoặc là mình có cái đề tài thầy Pháp Hòa đi bằng mấy chân đấy. Tại vì sao mình xưng á là mình là người con Phật, nhưng mà khi mà mình làm cái gì over, mình không có áp dụng thì người ta nêu đó ra rồi bắt đầu á là nào là khẩu nghiệp, rồi nào là đừng xem cái đó gì ấy, phán xét người khác là tự đổ rác vào tâm hồn mình. Các bạn, thầy chơi cha quá. Có điều cũng thấy những cái ngược của người tu thì nó ứng dụng được, hay là mình thấy nó giống được những cái gì nó thể hiện trên những kênh thầy Pháp Hòa lậu bây giờ. Là cái ngược là sao? Cái ngược là thay vì người con Phật, người Phật tử là phải hiểu, phải thấm nhuần, phải làm theo những cái bài học vỡ lòng này khi bước vào con đường tu. Nhưng mà tại vì mình làm ngược đi. Mình làm ngược đi bởi vì mình cứ dỗ ngược xưng tên. Bây giờ cho rằng như thế, những cái kênh đó nó giật tích câu view. Nó không phải là ý của mình. Nhưng mình có quyền nói hay không? Tại vì hỏi ra đó, 10 người thì thích,
chính người rửa luôn, người ta tin rằng những cái kênh của thầy Pháp Hòa lậu là kênh của thầy Pháp Hòa thiệt. Bằng chứng là cứ vào kênh nó bấm information, bấm cái thông tin về kênh nó đi, thì nó ra là sao? Nó ra cũng ra cái loạt là cái gì? Kênh thầy Pháp và những bài giảng hay nhất này nọ này nọ, thông tin ở dưới cũng giống giống với nhau. Nhưng mà thôi, dù sao đi nữa thầy cũng không có công nhận đó là những đứa con khác của thầy. Thầy chỉ công nhận một đứa con gọi là thuộc về tu viện Trúc Lâm. Thành ra mình chỉ nói về cái gì nó ngoài cái tu viện Trúc Lâm thôi, mình nói kênh khác. Dạ. Cho đấy. Rồi bây giờ là khi mà người ta phản ứng lên, cái thế là đừng có nói, đừng soi mói đời tư người khác. Why? Tại sao không được? Tại vì nếu là mình là người thường đi, người ta càng soi mói mình nữa. Và đằng này là mình là người tu, mình đang mặc áo nhà tu, mình đang mượn cái áo của nhà tu. Cái áo này áo của Phật, chứ không phải áo của mình chế ra. Nếu như mình mặc cái áo của người khác thì nó khác à. Áo màu khác, nó không dính dáng tới đạo Phật là nó khác à. Còn đằng này mình đang mặc áo người tu, mình đang mượn cái màu áo của Phật, nhưng mà mình lại làm cái chuyện nó khác. Đó. Cứ vỗ ngực xưng tên tối ngày, ý là mình là người thường thôi. Rồi mình thấy là nó hơn là nó đã quá rồi. Nói chi tới những người gọi là họ là đồng tu, hoặc là những người tu xa hơn, cao hơn, tổ đạo người ta cao hơn thầy nhiều. Siêu hay, thầy chắc không? Thầy chắc siêu hay không? Hay là siêu là cái gì? Siêu là những cái gì mà phải cười rụng rúng rụng ruột, cười mỏi miệng, cười rụng rúng, cười tắt tiếng. Đó là siêu à? Siêu nè. To là cười lên, xỉu xuống. Rồi đó, cười không. Đó, này là siêu thiệt nè. Đó. Bao nhiêu cái là siêu, là đây nó siêu nữa nè. Đây là cực. Đấy, thế người ta nói cái xong cái nhân quả, đừng để thấy mới tin, sợ quá. Rồi chưa nữa, đừng nên phỉ báng bậc chân tu. Mà lại nhất á, trong cái này đó, cái khi mượn á, mượn rồi heo nói cháo nữa. Đấy, mình thấy là cái ghép cái hình của Sư Minh Tuệ, đừng nên phỉ báng bậc chân tu. À, cái này là 4 tháng rồi, nó nghe 4 tháng trước đó, chứ không phải mới đây đâu. Cái chuyện mà Sư Minh Tuệ nào giờ là người ta cứ ca tán thán là nhiều không à, chỉ có bà Nguyễn Vân Hằng mới nói đây thì người ta mới phản ứng nhiều thôi. Còn cái này đừng nên phỉ báng bậc chân tu, không biết có phải nói mình hay không nữa. Nhưng mà chơi á, chơi lấp liếm á, là để cái hình của Sư Minh Tuệ trên đó. Thực ra nội dung có nói không, làm gì dám nói, đã thấy rồi, ở ngoài đời thôi, gặp nhau ở ngoài rồi nói còn không dám nói. Sư Minh Tuệ, ba chữ Sư Minh Tuệ là Thích Minh Tuệ hoàn toàn. Người đó, người ấy gì đó, đâu đó không mà, chứ đâu dám đụng tới, hay là đâu không dám nhắc tới. Thì có người cho rằng là không dám, nhưng mà có người nói rằng là như vậy là Pháp Hòa đã là có thường Sư Minh Tuệ. Ganh tị sự nổi tiếng, thành ra không có gọi là thèm nhắc tới. Rồi thôi, thì cái chuyện đó là chính Pháp Hòa thiệt mới biết thôi, chứ còn mà mình không có đoán được trong cái chuyện này. Có điều á, khi mà người ta phản ứng nhiều thì nói là cái gì? Đừng nên phỉ báng bậc chân tu. Rồi, nhưng mà ngược lại, những cái tích gọi là dực tích lạnh lùng như thế đó, siêu đẳng, cái gì cũng trên người ta hết trơn, thì trước giờ có biết hay không? Biết không? Bây giờ nói thiệt lòng đi, biết không? Thế là biết mà nghe thấy đã quá, oh my god, ok. Khen thì ok, không sao cả. Đưa lên trời thì không sao cả. Nhưng mà người ta tới hồi người ta vạch kẻ đó, thì si bụng ta ra bụng người à, là cái gì? Là phán xét người khác là tự đổ rác vào tâm hồn mình. Nói ai vậy? Tại vì biết là khi mà nói tới đề tài này sẽ nhạy cảm lắm. Tại biết là fan của thầy Pháp Hòa lậu á, nhiều lắm trên thế giới này. Nghe nói là bên Mỹ này có cái tu viện nào luôn, bên Mỹ này luôn mà. Hổng có vô xem coi ở trong đó rồi. Đấy. Thì đó là chỉ mới sơ sơ thôi. Sơ sơ trong cái căn bản nhất thôi. Thành ra đừng có nói là chân tu ở đây, ok.
chân tu với những là cái ban bệ đó đó, nó sẽ lúc nào nó cũng phải tung hô, lúc nào cũng phải bơm bơm cho thật nhiều càng tốt, nó trục lợi thì yes, nó gọi là cùng hưởng chung á, thì nó gọi là chân tu. Còn những người mà người ta biết mình quá đó thì chắc chắn là không có chuyện chân tu ở đây. Đặc biệt kênh nào thì họ có cái cách nói của họ, nhưng mà kênh TD Mira đó là một trong những nạn nhân, là một trong những nạn nhân của kênh Thầy Pháp Hòa Lậu, nghĩ sao vậy? Như lần trước Dũng nói, người ta nói là ăn ốc thì bỏ vỏ, nhưng mà kênh Thầy Pháp Hòa Lậu nó tham lắm, nó ăn luôn cái vỏ luôn. Điều đó có không? Có không? Kênh khác thì Dũng không nói, nhưng mà Dũng nói kênh TD Media có không thầy? Có không? Đất ăn quyền kiên chưa? Kiên chưa? Kiên chưa? Tiền chạy gì đó hết rồi đúng không? Ăn ốc luôn, ăn ốc, ăn cái ruột, ăn cái vỏ luôn, là đó đó. Thành ra là đừng có nói chuyện mà nhân chuyện đạo, chuyện cao siêu gì đây cả. Qua được tới bên đây, từ Canada qua tới bên đây, nhờ những Phật tử ở đây, dành cái tình thương người ta ở đây, đối xử như vậy có xứng đáng gì không? Mà ở đó là bậc chân tu, tu cái gì? Mình cũng nói không phải là ok cứ nói tại vì cũng bị đánh bản quyền, cũng ghét này, cũng nói hoài. Dạ, yeah, đâu đó nó thể hiện cái con người đó. Người ta nói là một điều bất tín là dạng lần bất tín. Là bây giờ mình thấy nhân nhãn, cũng không có nói vụ tiền bạc ở đây. Thôi, cũng nói cứ mỗi ngày vậy livestream miết à. Trời ơi, sáng lên nó cũng livestream, chắc trưa nó cũng livestream, chắc chiều nó cũng livestream, nó livestream, chắc tối nó cũng livestream, tại vì nó phát nhiều cái kênh khác nhau. Quý vị có thể không biết, nhưng mà tại Dũng thì Dũng đã để ý rồi, Dũng để ý là Dũng để ý thôi, là nó là quyền, đúng không? Còn nói rằng, có người nói, à, thì chiếu lên như vậy, những người ta chưa có cơ hội coi, người ta coi, giá yeah, ai nói gì đâu. Vấn đề giữa cái live và cái upload nó khác nhau. Nghĩ làm sao mà cùng một lúc ba kênh, mà chúng mới phát hiện ba kênh thôi đó, nãy chiếu để mình thấy ba con người khác nhau, ba câu chuyện khác nhau, chờ hay là chọn những cái giờ prime time phát, lúc đó mới có nhiều người coi. Thậm chí là cho cái này là hèn nhất nè, cái này là hèn nhất là cái gì, mượn hình của Sư Minh Tuệ mà thực chất là nội dung nó không có nói vậy, hèn quá, hèn. Trong khi đối diện chỉ một câu hỏi về Sư Minh Tuệ không dám nói, không dám nhắc tên Sư Minh Tuệ, Thích Minh Tuệ, hoàn toàn luôn không biết gì luôn, mà những cái thay đồ ghép hình hèn, có ngon thì nhắc đi, đâu có gì sai đâu, đúng không? Đây rồi, trở lại là khi mà bị phản ứng nhiều từ cộng đồng dư luận thì nói rằng cái gì, đừng nên phỉ báng vào chân tu, hoặc là phán xét người khác là tự đổ rác vào tâm hồn mình. Dạ, yeah. Đấy, lạ thay lắm. Những cái gì á mà kênh Thầy Pháp Hòa Lậu đưa lên á, siêu nhất, hay nhất, cái gì cũng như cái trơn là không biết á, cái đó là họ tự giữ tích câu view á nha, không biết. Andy xin cảm ơn quý đồng hương đã cho Andy cơ hội phục vụ trên 30 năm qua. Andy luôn đặt quyền lợi quý khách lên hàng đầu với tất cả tấm lòng, dùng chất lượng cao và độ bền bỉ. Nay Andy tranh cử vào chức giám đốc sở vệ sinh môi trường, chuyển rác thải thành cây xanh bốn mát, trồng thêm phượng vị khắp Bô Sa, tạo phương tiện cho du khách gần xa đến thăm viếng, tạo nền kinh tế cho Westminster cũng là đền đáp tứ trọng ân. Andy xin quý đồng hương hãy bầu cho Andy vào ngày 5 tháng 11 này với chức giám đốc sở vệ sinh môi trường. Andy xin chân thành cảm tạ quý vị. Kính thưa quý đồng hương, chúng tôi là cựu nghị viên Phát Bùi, vừa mãn nhiệm kỳ 8 năm phục vụ cư dân, này tiếp tục dấn thân tranh cử thị trưởng thành phố Garden Grove. Là thị trưởng, chúng tôi quyết tâm bảo vệ an ninh cho cư dân thành phố bằng cách mạnh tay giải quyết nạn vô gia cư, tăng cường thêm cảnh sát, truy bắt tội phạm, kể cả tội trộm cắp dưới 1.000 đô, cải thiện thời gian được xét xây thêm nhà ADU xuống còn vài tuần. Xin đồng hương hãy dùng phiếu trước ngày 5 tháng 11 cho Phát Bùi, một người tận tâm, nhiều kinh nghiệm và luôn phục vụ cho cộng đồng. Đã thay,
Thậm chí là cái chuyện hiện tượng của sức minh tệ, cả thế giới biết, con nít cũng biết nữa. Người ngoài đạo họ cũng biết luôn, mấy ông cha biết hết luôn. Có mình không biết, tại vì mình không có thời gian. Mình cứ lo chạy show, mình lo livestream tối ngày. 24 tiếng live chắc hơn 15 tiếng ở trong đó rồi. Thật ra là mình không có thời gian. Yes, không có thời gian. Thì không có thời gian cũng phải đồng nghĩa với cái chuyện mà những cái lời chỉ trích ở ngoài nó cũng không biết chứ. Đằng này không. Lời chỉ trích thì biết, làm như có thần giao cắt cảm vậy đó. Còn những lời mà người ta khen, boom lên cho dữ lên thì không biết. Đấy. Thì cái thật cái giả, quý vị cũng thể tiện nhìn ra. Và nội mình cũng nói cái điều thứ ba thôi, bước qua chưa? Điều thứ hai bước qua chưa? Em không có đọc nữa. Tại vì hơn là cái câu thứ nhất là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình đó, thì nó không áp dụng ở trong đây thôi. Chứ còn nếu như điều số một là ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá, và điều thứ hai là thất bại lớn nhất của đời người là tự đại đó, thì em thấy là hai chuyện này lúa không qua rồi đó. Thành ra là cũng thấy là nhiều quý vị lên channel khi mà phản biện như vậy đó, thì nói là người ta là bậc chân tu. Ủa thế nào là chân tu à? Thế thì sinh minh tuệ không phải là chân tu à? Dũng người đời rất đơn giản. Chân tu đi bằng chân. Không có gì hết. Nothing. Còn những người mà người ta ở trong phòng máy lạnh, người ta có 2-3 cái tu viện, 2-3 cái nursing home, mình nuôi người già này nọ, sao mà so sánh được. Trời ơi, đi có lọng che nữa. Thì chưa nữa, khi nói mà về lý thuyết nha, về lý thuyết, nói đúng lắm luôn. Đây, kênh Thầy Pháp Hòa Lầu nè. Đấy này, nói là Thầy Pháp Hòa bị lừa này nè hen. Ok, ai lừa nổi. Bây giờ tới cái chỗ đây, đạo không sai, sai ở người tu, biết hết á, biết hết á, nhưng mà có làm không, có áp dụng không, hay là còn này giữ nữa, cứ sống tốt mỗi ngày, ai làm gì mặc kệ ai. Đấy, bởi vì em thấy vui hôm nay để ý thấy là gần như những cái thay đồ này, những cái tích này, nó là một điều mà thay lời muốn nói đó. Tại người tu người ta không có gọi là cãi lộn, không có cãi lộn giống như là người thường. Đó, thậm chí là ai nói gì mặc kệ mà. Nhưng mà cũng có nghe một cái clip khác nữa. Yeah. Thì đâu đó là giống như hiểu chứ, ai mà chửi mình á, mình hiểu không? Hiểu chứ, biết không? Biết chứ. Nhưng mà tại vì mình là người tu, thành ra là giống như mình kìm hãm lại đó. Thế nè, cho quý vị nghe ha. Xe quý vị, dạ vâng. Đây, thừa nhận luôn. Người ta chửi mình biết không? Mình hiểu không? Hiểu chứ, người ta nói ngốc nghe biết chứ. Không, nhưng mà tại vì mình tu chứ. Đấy, dài hơn, tại vì trong này có bản nhạc, nhạc này có thể bị bản quyền quý vị. Đó, thì đại thể là hiểu chứ biết chứ. Mà lên tiếng hay không? Không lên tiếng, yes. Mà có thay đổi không? Không. Cứ vẫn tiếp tục. Cứ vẫn là mẹ live stream từ sáng tới tối. Rồi mà hổm đưa lên. Ờ, thầy Pháp Hòa bệnh. Bác sĩ nói rằng là có thể đi bất kỳ lúc nào. Rồi xong cái, ô Phật tử tội nghiệp quá. Đó. Xong cái hôm nay bị người ta phản biện quá đi, người ta thấy rõ cái chân tướng mình quá, cái thấy là đúng ra là phải nghỉ rồi, nghỉ năm nay rồi đó, nhưng mà thôi bây giờ phải cố gắng làm giống như đi tới cuối năm vậy đó, tới cuối năm không đi nữa, để lo cho sức khỏe, để lo cho mấy đứa nhỏ sẽ nhận về nuôi này nọ đấy. Nhưng mà quý vị tin được không? Tại vì đối với những kinh nghiệm nha, kinh nghiệm của Phật Ngọc. Ở đây quý vị có thấy Phật Ngọc chưa? Những người thấy nhiều lần lắm. Hồi xưa là đầu tiên là Phật Ngọc về chùa Bát Nhã. Bát Nhã đó là chùa cũ, về Mỹ đầu tiên ở vùng này. Rồi sau đó về những nơi khác ở trong vùng này nữa.
Rồi nói chung thì cũng có duyên thôi. Dũng bay về chương trình Phật giáo nhiều quá. Thì mình đi Florida, đi này nọ các thứ, đi mấy lần luôn. Dạ. Thì đấy. Thì trở lại là Phật Ngọc, người ta ngừng. Người ta tuyên bố rằng là ok, sau chuyến đi giống như vòng quanh thế giới, người ta ngừng. Rồi sau đó có ngừng thiệt không? Nổ. Họ vẫn đi. Và với lý do gì? Với lý do là tại vì Phật tử người ta muốn, người ta mong mỏi được gặp Phật Ngọc. Thế là Phật Ngọc vẫn tiếp tục hành trình của họ. Bây giờ thì biết là họ đã an vị ở bên một cái chùa nào ở bên Úc gì đấy. Nghe nói là như vậy. Thực ra là cũng lâu rồi cũng không có quan tâm tới cái Phật Ngọc đó nữa. Thì đấy, để nói là một cái chuyện gì? Phật Ngọc lớn hơn Thầy Pháp Hòa không? Lớn hơn chứ. Có hứa không? Có. Làm không? Không. Thì để coi, wait and see. Rồi, cái thứ hai nữa, một người cũng nổi tiếng, nổi tiếng không kém với Thầy Pháp Hòa, đó là ca sĩ Khánh Ly. Cô Khánh Ly lớn tuổi rồi. Cô Khánh Ly là hát nhạc Trịnh Công Sơn, rất là thành công. Đấy. Là, ví dụ như những thời trước người ta hay hát cái bài Gia Tài Của Mẹ này đó, người ta hay nhắc tới ca sĩ Khánh Ly. Thì cũng vậy, trong một cái đợt lưu diễn, mà được biết rằng đó là lưu diễn lần cuối, cũng vậy, cô đã đi khắp mọi nơi, từ mọi nước, rồi kể cả về Việt Nam. Rồi, tại vì vấn đề đây là cổ nói chứ không phải là người khác bỏ chữ vô miệng. Ok, nó khác nhau. Còn ví dụ Dũng nghe tin tức thì Dũng nắm là Dũng nắm thôi. Dũng dựa vào những cái gì người ta nói ra thôi. Chứ không phải đây là ngồi môi móc. Đây. Rồi tới khi mà sau một cái tour, rồi sao nữa? Thì thấy là còn đi nữa không? Còn. Thì đó. Nói lên chứng minh cho vị nhìn thấy là nó thiệt hay không thôi. Nói trước bước hôm qua đó. Biết là fan của Thầy Pháp Hòa nhiều lắm. Mới bố hay sao? Ok. Phật tử người ta muốn nữa, tôi đi nữa có sao đâu. Bình thường, cái chuyện mà thầy đi nữa thì cũng đâu ai cấm cản thầy đâu. Thầy có quyền. Thầy có quyền làm tất cả mọi thứ. Kể cả hiện tại bây giờ, những lời tuyên bố, những gì làm. Mà nếu mà so với cái gọi là bài giảng căn bản, lời dạy căn bản của Phật nè. Đó. Còn chưa bước qua nữa mà. Thật ra thôi. Để chứng minh rằng chân tu chân tiết gì đối với ai thì có quyền, họ có quyền thần tượng, họ có quyền gọi là ái mộ gì đó. Mà đối Dũng thì Dũng phải chờ quay and see. Chứ còn mà thấy kênh Thầy Pháp Hòa lậu đó, hôm nay mình không có nói tới nó làm quá. Cũng vậy, mày làm đó khác đi, mày làm đó khác ai nói mày, tại mày làm đạo Phật. Kênh Thầy Pháp Hòa Lậu, mày cứ làm đạo Phật khác, chẳng ai nói mày đâu. Mà nếu có thì nữa thì những người đó là người ta đạo khác. Nó cũng không phải là người tu. Mình chỉ theo Phật đạo ông bà thôi. Mà vẫn ăn chay. Lâu lâu mới ăn mặn lần. Vậy đấy. Mà mình đó, có sao mình nói vậy thôi. Chứ mình không có cần, không có mượn một cái dù cái bóng của ai cả. Không, mình không cần mượn cái áo của ai cả, mặc áo của mình. Chứ còn khi mà mình nói một đường, mà mình hành một nẻo á, rất là khó chịu. Rất là khó chịu, giống như ông Dân Quang vậy đó. Nhiều cái phi lý vô cùng luôn, giống như mấy người mà karaoke rồi bị ngọng, vô duyên. Rồi đi du lịch á, thì bị bại liệt, quá xạo, quá xàm. Đấy. Thì nếu không thì sẽ dẫn tới những cái chuyện cũng dán này nè. Một mặt ở nhà, nhân từ lắm, đứng đắn lắm. Nhưng mà trong cái thật sự đó thì mới đáng ghê. Và đó là những cái gì mà Dũng đang theo dõi. Một lần nữa, những cái ý thì Dũng nói đây. Dũng nói tới kênh Thầy Pháp Hòa Lậu nha. Không hề đề cập đến kênh Thầy Pháp Hòa Tu Viện Trúc Lâm. Vâng, cảm ơn quý vị thật nhiều. Bây giờ thì Dũng sẽ trở lại phần giao lưu với quý vị nha. Lần nữa quý vị đang xem trực tiếp cùng channel TD Mira. Cảm ơn quý vị. Wow, để comment quá nhiều trong đây. Rồi, bây giờ thì là chào hết tất cả quý vị.
Bây giờ thì cái này Huyền Hiểm đọc được, thì nếu mà không đọc được á thì cũng cảm ơn quý vị trước hen. Dạ. Bây giờ cũng đọc từ giữa lên đi. Mai Hương Lương thì nói là ông thầy này hơi ốm, tội ghê luôn á. Còn thầy Sư Minh Tuệ chân tu, đúng là ông đi chân không, ngoài đường, dưới nắng nóng, tôi ủng hộ Sư Minh Tuệ và Sư Minh Tánh. Cảm ơn chủ kênh TD Media. Dạ, cảm ơn người khán giả là Mai Hương Lương thì ấy. Dạ. Rồi của Trần Đức Trí thì nói là thật sự thầy Pháp Hòa có bệnh hay không? Tôi nghe lo quá, không biết sự việc này ai tung tin ra. Dạ. Có bệnh hay không? Quý vị có thấy là những live stream hôm nay có ngừng hay không? Đó, có ngừng hay không? Dạ. Mà chưa chắc. Nói vậy cũng chưa chắc nữa. Tại vì live stream mà cái dạng live stream ảo quý vị. Ví dụ như họ có software giống như Dũng, Dũng làm live stream giả vẫn được, easy. Nhưng mà mình không có cần thiết, chuyện nào tin tức á, nó buộc cái gì mà nó buộc người ta là mình cần thiết là mình upload nó lâu này nọ đó, thì mình phải làm như vậy thôi. Chứ mình không cần gọi là lừa. Tại sao? Như nói là con người ta, thầy cũng đi bằng hai chân, cũng thấy mà, cũng thấy có quay phim mà, đi hai chân chạm đất, chứ đâu phải là đi mà hở hở lên giống như người ta nói thần thánh, người ta đi bye bye đâu, no. Đi đạp chân đất bằng hoàng. Tại đây là những người thường thôi. Giờ ăn không? Có ăn không? Có. Giờ có ị không? Có. Có tiểu không? Có. Người thường. Họ hơn mình gì? Ok. Họ đi tu. Đi tu thì tối ngày học kinh Phật nhiều, học bài giảng Phật nhiều hơn mình đó đó. Còn vụ sân si tính lại nha. Chặt chém đẹp luôn đấy. Mày tính lại cái vụ sân si á. Mà cho dù mình không làm đi nữa mà đám đệ tử mình, thì cũng nói đám đệ tử thì nhìn cái ông thầy hay là nhìn đệ tử thì mình suy ngược lại thôi, chặt chém mình đẹp mắt luôn, chặt chém mình từ lâu rồi nha, đừng nói là không sân si. Dạ. Có chuyện mà bệnh hay không? Dạ. Cũng nghi ngờ, Dũng nói thẳng là cũng nghi ngờ, tại vì khi mà bị người ta đưa mũi dùi về mình, khi mà mình coi thường Sư Minh Tuệ đó. Sư Minh Tuệ không biết gì hết đó. Cái câu trả lời mình cỡ nào đi nữa, người ta khó chịu. Tại vì mình dù sao là mình một người giảng mà trùm nhất thiên hạ, cũng phải dùng như vậy, cho hơn chữ. Ở đây dùng mấy chữ siêu siêu thôi đúng không? Cực hay, siêu hay này nọ thôi. Đấy, cực hay siêu hay thôi, nhưng mà do trùm luôn. Trùm cộng đồng mạng luôn, trùm thiên hạ luôn. Nhưng mà giờ giải thích về cách tu của Sư Minh Tuệ, mình không biết. Mình không muốn nói hay là mình không nói gì đó thì người ta có quyền, cái quyền người ta chỉ trích mình chứ. Ủa, không sao gì kỳ vậy. Mình nói ra triệu triệu lượt người xem, triệu triệu lượt người cười bể bụng, cười rủng rúng mà. Tại sao một cái hiện tượng của Sư Minh Tuệ, mà Sư Minh Tuệ là đang ứng dụng, đang lặp lại những cái gì mà Đức Phật ngày xưa đi tu, có gì lạ không, có gì mới không? Không. Có thế là tại sao mà không trả lời được? Thì người ta có phản ứng. Thì thấy nhiều phản ứng cái xong chắc đau đầu thấy là ồ bị bệnh đấy, bị bệnh có thể đi bất kỳ lúc nào mà sao đi được, đi cũng không yên đâu, mấy cái lâu đài lớn lắm không yên đâu. Giờ của khán giả khác là Marble Game nói rằng là thầy Minh Tuệ không có tội nhưng các YouTuber thêm mắm muối làm cho thầy có tội, càng thêm mắm muối thì người ghét càng tăng chứ không phải thương. Ủa, ai thêm mắm muối thầy? Ai à? Nên thì chỉ thấy một thầy gì đó, ổng là ổng đi ngược, là ổng phản biện là cách tu của Sư Minh Tuệ thôi, chứ gần như là tuyệt đối luôn. Người ta ủng hộ cách tu của Sư Minh Tuệ, người ta công nhận, người ta thừa nhận, người ta tôn trọng, tại làm nó rất là khó, không làm được trong cái cõi ta bà này, cái cõi này chưa từng thấy. Mặc dù cái chuyện này là trong sách vở có ghi, nhưng mà trên thực tế là không thấy. Bây giờ Sư Minh Tuệ làm được mới là ghê chứ, một ngày ăn có một lần một mà. Thì bây giờ đi xin như vậy là phải ăn trước ngọ. Rồi xin là không được phân biệt nhà giàu, nhà nghèo, ai cho gì ăn đấy. Mà nhớ là một ngày ăn có một lần. Kinh khủng. Rồi ăn mặc như vậy đó,
rồi đi chân không, đầu trần, những cảnh mà trời mưa ngồi ăn ở ngoài đó, mình thấy wow, tại sao có thể như thế? Đấy, thành ra là cái chuyện ghét thầy chỉ có những người mà qua cái hình ảnh của Sư Minh Tuệ thì người ta thì mất im khôn, thì đâu đó người ta ghét thôi, chứ không nghĩ rằng cái nhiều người, đại đa số, và kể cả tỷ lệ như bà Hằng bà nói thì 50-50, giống như 50-50 là thích, 50-50 là 50% là không thích, điều đó không đúng, hoặc là không không phải là tỷ lệ như vậy. Chúng nghĩ là cái tỷ lệ mà ủng hộ Sư Minh Tuệ nó sẽ cao hơn rất nhiều số 50, nó phải nằm ở mức là 90 trở lên, chứ không thể nào trở xuống. Tại vì biết Phật tử đông hơn chùa không? Đông hơn. Một cái chùa giờ bao nhiêu cái tu viện này, đa phần người tu viện ghét. Đây, cách tu của Sư Minh Tuệ làm mấy tu viện mất income quá đi. Mất. Thành ra là chắc chắn là người ta sẽ muốn stop lại cái hình ảnh, cái thần tượng quá Sư Minh Tuệ đi. Để rồi người ta còn làm ăn nữa chứ. Chứ giờ khổ quá, income xuống hoài kiểu này, chịu gì nổi. Đấy, nhóc ruột chứ. Thật ra là Dũng không đồng tình với cái bạn này, nói rằng là chỉ do các YouTuber họ làm cho người ta ghét Sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ có gì đâu, có cái nồi cơm điện thì không, mà cũng ganh. Nếu mà mình ganh với người này thì thôi, giống như mình ganh với một người, xin lỗi nha, một người mình không có so sánh với homeless được. Nhưng mà ví dụ mình ra đường đi, mình gặp người homeless vô gia cư á, bên Mỹ này thiếu gì, đây ra mấy góc đường này mình gặp nhóc, mình ganh với họ à? Ủa, điều kiện mình khác chứ, tại sao phải ganh với họ? Mà đằng này là người ta đang đi tu, người ta làm những cái chuyện mà triệu triệu người trên thế giới này đã theo một đạo Phật như vậy. Đấy, mình cổ vũ không cổ vũ thôi chứ làm sao mà nói ngược lại được. Vâng. À, thì nói rằng là tu theo Đức Phật Thích Ca nhưng lại đọc Nam Mô Thích Minh Tuệ Phật, chứng tỏ có một nhóm. Ô, cái đó là thôi, những người đó là không bàn. Giống như cái chuyện mà người anh của Sư Minh Tuệ đó, thì vừa rồi nghe nói là muốn làm công ty trách nhiệm hữu hạn gì đấy, để thể là buôn bán về business rồi, nếu là mượn đạo tạo đời, và điều đó nó đã dừng rồi. Cũng thấy một cái clip mà từ người ta đã dừng, người trong gia đình người ta đã lên tiếng. Chứ chắc chắn là Sư Minh Tuệ, nếu mà Sư Minh Tuệ chỉ cái là biết bao nhiêu người trên thế giới này, người ta sẽ xây cho thầy bao nhiêu cái tu viện lớn nữa. Nhưng mà thầy đâu có màng. Vì cái chỗ ở đây là cái chòi nè. Đấy. Như vậy thôi. Sau này có mấy người ta lót mấy cái nền ở dưới không có thấy. Chứ còn đâu có nghĩa rằng là vì một nhóm nào đó, tại người ta thần tượng, hiển nhiên cái gì cũng vậy, ai cũng có thần tượng cả, tu đúng tu trật gì cũng có thần tượng. Mình nói ISIS mà nó như thế, vẫn có đồ đệ nó họ của họ vậy, đúng không? Nó vẫn gọi là tử bị đạo với họ vậy. Trần Đức Trí thì nói là tôi thấy ở Việt Nam số người ủng hộ Sư Minh Tuệ lên đến khoảng 70, khoảng hơn 70%. Yes. Thì đấy, hơn 70% nghĩa là hơn 50% là gì, là bà Nguyễn Phương Hằng nói sai rồi. 50% nữa là thấp quá, bà không biết bà dựa vào đâu nữa. Rồi cũng chuyển sang khán giả khác nha. Thủy Thị thì nói là thầy đi tu là tu cho bản thân mình chứ, thầy đâu phải là Phật sống mà lại chết lại sống. Cha mẹ ở nhà không quan tâm báo hiếu. Đúng vậy, ban đầu thì thầy đi tu là cũng nghĩ rằng bất kỳ người tu nào, họ đầu tiên là họ tu cho chính mình. Tu là sửa. Và khi nào mà họ đủ cái phước đức rồi đó, thì khi đó họ mới có thể độ cho người khác chứ. Chứ bây giờ người đó mà chưa, gọi là giống như chưa thành nhân vậy đó, thì làm sao mà độ cho người khác được. Thật ra có những người mà họ mới đi tu thôi, cái đời tự nhiên ở trên trời đâu thế là chân tu, thế là tôn sùng. Ủa, bản thân họ, họ có đúng được chưa? Tại vì nói là đi tu là phải làm theo đúng lời lề Phật dạy chứ. Bây giờ đi tu mà Phật dạy như vậy, thôi tôi không thích làm đó, tôi làm khác. Thế chứ vậy thì đâu phải là đi tu.
giống như ông Trấn Quang gì đấy, ông Trấn Quang này, rồi rồi thế là cái những cái điều lệ này nọ đó, ông tự chế ra đó, ông sửa lại những lời Phật dạy đó, đó, thì nếu vậy là chân thu à? Thế nếu vậy là đúng à? Nó chân thu là phải theo 100% cái lời Phật dạy. Đúng rồi. Thì đồng ý ở cái quan điểm là người đi tu quá là trước mắt là họ tu cho họ. Dạ, bà cũng vậy, đối với sư Minh Tuệ thì thầy chỉ nói rằng thầy đang đi học tu chứ đâu phải là thầy của ai đâu. Chứ mà tại vì người ta ở ngoài đó, người ta thần tượng, người ta thấy đâu đó là hình ảnh của Đức Phật thật hồi xưa, hoặc là qua những chuyện kể, thành ra người ta thần tượng thôi. Và khi đã nói là thần tượng rồi thì người ta gọi ngôn từ kính trọng, hoặc là những cái hình ảnh khác, ví dụ như như bạn nói là giống như quỳ lại này nọ. Có chuyện mà lại xá này kia cũng thấy hoài, nhan nhãn thôi. Nhan nhãn bây giờ, thí dụ nha, mình thấy giờ trong cái cúng dường trai tăng đi, thế bây giờ là bao nhiêu chư tăng ni ngồi dưới ăn, đang ăn mỏng mảnh mỏng mảnh, mới thấy là những Phật tử khác sao cầm bao thơ, cầm bao thơ tới cái đưa lại xá 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 xá. Và nhiều khi những vị gọi là tu sĩ đó, đó người ta không có kịp bay lên nữa, không có kịp nhìn lên là ai cho vậy nữa, cứ họ cứ ăn và tiền thì Phật tử họ cứ để xuống như vậy thôi. Đấy, thì như vậy thì Phật tử đó sai à? Tại vì trong dũng nghĩa thôi, dũng nghĩa thôi, thì với những họ họ đi cúng dường, họ phát tâm, đối với họ 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 lại có thể là không cần cái người đó chứng kiến mà họ lại Phật vậy thôi. Hồng Dung nói rằng là có bạn nào nguyện đời đời kiếp kiếp cung kính thương yêu thầy Minh Tuệ giống như mình không nè, thầy hiền và lành trong sáng, gian khổ tu hành đầu đà đã hoàn hảo, đầu đội trời chân đạp đất thương thầy nhiều. Đó là ý kiến riêng của bạn. Nói rằng là bà Phương Hằng là ai, bằng là gái già, là bị cáo chứ chả là gì, phản cảm lộng ngôn. Đấy thì cũng là ý kiến. Rồi Marvel Game MOBA, hơn 70% thì chưa chắc gì ở Việt Nam, không chỉ có mỗi đạo Phật, còn có đạo Kitô, Tin Lành, Cao Đài, Lương Giáo, Nho Giáo, chưa chắc những đạo đó có quan tâm tới Minh Tuệ. Chưa chắc hay không, nhưng mình thấy trên những cái diễn đàn thì có ví cha, ví bên Công Giáo đó, họ cũng đã lên tiếng, hoặc là những người mà bên Đạo Hòa Hảo, là những người mà có cái tóc búi hay sao á, thì họ cũng rất là tán thán sư Minh Tuệ. Diệp Lưu thì nói là con tàu này phải cho nó vào T30, nó hát một lần nữa. Đấy, thì người này nói tới bà Nguyễn Phương Hằng, bà hát cái bài T30 và tôi và em gì đấy. Ron Lê thì nói là ủng hộ kinh Chánh Nghĩa CD, cảm ơn bạn. Thế đó thì hiếm nói trong đề tài này đó, có thể là trái tay đối với người fan, tại vì cái vấn đề này nó đụng chạm nhiều. Ví dụ như kênh thầy Pháp Hòa Lậu cũng biết bao nhiêu là fan thầy Pháp Hòa Lậu á, ông có fan cả thế giới này, chứ không phải là riêng ở Việt Nam mà là riêng ở Canada, ông là around the world. Nghĩ rằng bất kỳ người Việt Nam nào ở quốc gia nào cũng biết về cái tên gọi là Thích Pháp Hòa. Như nói ông ở Canada, thỉnh thoảng qua Mỹ, nhưng mà qua Mỹ cũng thường á. Và biết là giống như thường thường ông ba đây như vậy, thì nhiều cái cơ hội cho những cái tu viện khác đó thì họ mời, thì giống như ca sĩ thôi, giống như ca sĩ nổi tiếng Lệ Quyên qua đây, cái Lệ Quyên đâu có ế xô đâu, Lệ Quyên qua đây là từng này chỗ này, từng kia chỗ kia, là một tăng luôn, là cho tới trở về Việt Nam luôn. Chúng đã từng dự những cái show mà Lệ Quyên qua Mỹ lưu diễn rồi. Thì đấy, thì thầy Pháp Hòa cũng vậy, nổi tiếng trên cộng đồng mạng quá mà. Mặc dù ở ngoài đời, khi mà đứng ngang hàng hay là đứng trong một chung với gọi là bậc rồi cao tăng khác, thì chắc chắn là hình ảnh của thầy Pháp Hòa cũng chẳng có gì nổi trội lên hết trơn, không có gì đặc biệt hết trơn.
Nếu mà không nói ra là không biết thầy gọi là Thích Bác Hòa luôn á. Chỉ có khi nào là một mình đọc tấu